Thực tế cho thấy, việc ứng dụng khoa học công nghệ vào nuôi trồng thủy sản đã góp phần giải quyết những vấn đề khó khăn trong nuôi thủy sản hiện nay ở các tỉnh Nam Trung Bộ. Tuy nhiên, trong điều kiện nguồn lực của bà con có giới hạn, việc áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất thực tế vẫn còn nhiều hạn chế, khó khăn. Ai cũng mong muốn để chuyển đổi từ cái lồng gỗ, lồng truyền thống qua cái lồng HPE, mà hiện giờ cái vốn theo đầu tư ban đầu thì nó quá cao. Theo chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, mục tiêu đến năm 2030, tổng sản lượng thủy sản đạt 9,8 triệu tấn. Trong đó, khai thác thủy sản đạt 2,8 triệu tấn, nuôi trồng thủy sản đạt 7 triệu tấn, kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt 14 đến 16 tỷ đô la Mỹ. Để đạt được mục tiêu này, việc ứng dụng khoa học công nghệ được xác định là một trong những giải pháp hàng đầu góp phần tăng trưởng cho ngành thủy sản. Trong nuôi trồng thủy sản chúng tôi là để bền vững thì chiến lược phát triển của ngành là phải hướng tới là sử dụng các công nghệ nuôi thân thiện với môi trường, sử dụng các cái enzyme sinh học xử lý môi trường và dần dần giảm cái công nghệ sử dụng thuốc. Hiện nay thì cũng việc ứng dụng các cái ở lĩnh vực khoa công nghệ như là ứng dụng cái công nghệ nuôi tuần hoàn, nuôi nước chảy hoặc là cái công nghệ nuôi bioflux, semi bioflux thì cũng đã mang lại thành công bước đầu, mang lại cái năng suất cũng như là nâng cao được chất lượng, làm giảm giá thành cũng như là cái đảm bảo an toàn thực phẩm cho cái sản phẩm nuôi. Để thực hiện chiến lược phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững, các tỉnh Nam Trung Bộ cần định hướng phát triển các đối tượng nuôi chủ lực, công nghệ phù hợp với từng vùng nuôi, đẩy mạnh việc thu hút nguồn lực đầu tư, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận các nguồn vốn vay, áp dụng khoa học công nghệ trong quá trình sản xuất, nhằm phát triển ngành thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa.